Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người cây guitar là Acoustic. Hiệu của nó là Thomas Guitar Model T208 Made in Japan. Trong đây nó cũng có những chữ Nhật ha. Chữ Nhật nhiều. Kết cấu bên trong thì chắc chắn lắm. Cái đàn này cái dáng nhỏ. Cái hiệu Thomas của nó ha, khóa đàn nguyên zin nè, khóa nguyên zin nó đẹp lắm đó, khóa đàn của nó đẹp. Này mình thay bộ dây Fender 50.000 thôi. Rồi cây này thì mình đang đăng bán với giá là 1.650.000. Rồi anh em có quan tâm thì liên hệ với mình, số điện thoại là 0918 910291, Zalo Lê Nhật Huy ha. Đây, em nhìn lại nè. Cái tem của nó nè, tem nó nhìn cũng cổ lắm nha, chứ không có mới. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh Nhạc Cụ Lê Huy. Anh em có thể nhấn vào nút đăng ký ha, để mình có thể mình nhận được những cái thông báo khi mà bên đây, bên kênh của mình có những cái sản phẩm mới mình sẽ up lên, anh em sẽ được tiếp cận sớm nhất. Rồi, bye bye, cảm ơn anh em.